kéo vợ nha em ơi. Không, cho kéo vợ không? Không cho à? Thế cứ kéo có được không? Đã anh chuẩn bị có vợ để kéo rồi em lại không đồng ý này thì buồn quá. Nào, đi nhá anh. Mùng chê à? Mùng chê về nhà anh. Về nhà anh nuôi. Đây là có ai là phụ huynh của hai em này không? Ai là phụ huynh của em? Ai là mẹ của em ấy không? Mẹ của em. À đây mẹ đây. Cháu kéo nhá, cháu kéo làm vợ nhá. Đừng chán. Thành niên rồi. Chuẩn bị là hành động kéo vợ, cho kéo thì kéo về luôn anh nuôi mà. Cô có cho kéo không cô ơi? Chưa mà. Cho thật à? Kéo xong rồi cháu kéo về nhà cháu lấy tiền về cho cô. Thế kéo đi. Được rồi. Không cho. Cho cháu một cô đi. Một ý ký nhé. Thật nhé. Đây này. À đây là của cô này đúng không? Dưa này của cô này. Cô ơi, cô. Cô quay quá là ba. Dưa này là một ký là bao nhiêu ạ? 5.000. 5.000. Cho cháu một ký thì cho hai phần này nhé. Hai người đấy, hai cân đấy. Đúng rồi, hai ký. À một ký có 5.000 thôi mà nhỉ. Thế cho mỗi người một túi. Thế cho cháu 2 ký. Vâng. Nhưng mà mua cho là phải đi cho anh về nhà anh ấy. Ok luôn. Ok á. Được. Ok rồi. Bây giờ mình sẽ mua 2 cân dưa chuột cho hai bạn này, xong là mình sẽ kéo về làm vợ luôn. Thế nào mà vừa làm quen mà đi mua dưa chuột tặng người ta là thế nào? Thì là món quà đầu tay để kéo về thiện cảm. Thiếu cảm thì xong mình thế mua cái gì mới ngon? Phải mua kẹo. Kẹo á? Thích ăn kẹo hơn à? À cho cháu một cân lê đấy cho hai bạn này đi. Vâng. Ăn tao ý kia. Ý kia là chứ. Ý kia là chứ. Ở nhà có đây phải mua. Thế thì không mua nữa à? Thế là nhà hai em này trong muốn ăn kẹo thôi nhỉ? Thế là bây giờ thích ăn kẹo hơn đúng không? Đi anh mua kẹo cho nào. Này đi cùng bọn anh mua kẹo cho. Mua về đây. Đi mua về đây á? Nhưng mà phải một người đi cùng anh xem thích ăn kẹo gì chứ. Tí lại mua cái kẹo em không thích ăn thì sao? Em này thì mua kẹo về mời cả mẹ em mới ăn nữa. Điểm lại là nó sẽ hai người. Thế bạn áo tím với anh đi mua kẹo đi. Ôi ôi, cái gì đấy? Ô tô đang ngồi ngoài đường nguy hiểm quá các bạn. Ôi, có kẹo gì đấy? Cô cho cháu hỏi là cô vừa nói gì đấy? Bảo em ấy là đồng ý à? Hay là như thế nào? À không biết nói à? Chị Phô Hà. Cô này lại không biết nói tiếng Kinh rồi. Thế thì bán cái này cho người Kinh thì bán thế nào? Phiên dịch lại cho anh nghe chưa? Cái này ngâm rượu đấy. Bác ấy bảo gì đấy? À cô ấy bảo gì đấy? Bảo là chắc là để anh đoán thử nhé. Bảo đồng ý đi đúng không? Đi đồng ý là đi theo anh ấy đi. Anh ấy mua kẹo xong rồi anh ấy kéo đi làm vợ luôn. Hay là bảo là đi theo anh ấy mua kẹo đi đúng không? Bảo bạn áo tím đi. Áo tím ơi. Áo tím. Thế là gì nhỉ? Để anh dễ xin thông. Tên là Hoa. Thế bạn này. Hoa và Dung. Ừ. Hai bạn. Nhìn Dung giống mẹ thế nhỉ? Đây này, mẹ và bạn Dung này. Hai mẹ con là đi bán mận à cô? Không có chịu đi bán mận. Đây là mận mận này có ngọt không hay là chua? Chua thôi. Hả? Chua. Cho cháu thử một quả được không? Cậu trong bạn này giống cơ thể nhỉ? Đây cái mận này là mận ở trên vùng cao này các bạn này, có màu đen này. Ở bên trong của nó là chắc là có màu vàng. Không biết là có ngọt không, mình sẽ thử một quả nhá, xin thử một quả các bạn.
chắc là tí nữa lúc nào đi về tan chợ mình sẽ mua một vài cân về để ăn. À, cái mận này nó không chua nhỉ? Ngọt đấy. À chị ơi, cho em hỏi một tí là cái váy chị ấy là màu trắng thì chị là mông hoa là mông trắng nhỉ? Ừ. Nhưng mà em tưởng là người mông trắng người ta mới mặc cái loại này chứ. Người mông gì không mặc. Dạ. Yeah. Tưởng mông mình là mông hoa chứ. Mông gì không mặc cái vé này. Dạ. Yeah. Đây là các thanh niên đang tán gái vùng cao này các bạn này. Đấy. Các cô người Mông đang thấy rất là tò mò đến để xem. Cho quả to đấy. Em có ăn lê không? Có ăn lê không? Anh mua lê cho. Cô ấy bảo là nhà em có đẩy lê. Đổi lê sang ăn dưa nhé. Nhà không có dưa. Cho quả bé, cho quả bé thôi. Cho quả to thôi sao em ăn được. Đây quả bé này, nhìn ngon này. Đấy. Ngon này. À, em ơi cho anh mượn. Đây nhá. Sau anh lấy quả này cho em nhé. Quả bé bé, quả ngon ngon thì tiếng Mông mình nói quả nói như nào nhé, ngon ngon đấy. Quả ngon là nói như Hà Lùng Mông. Mua dưa và tán gái bằng dưa đấy các bạn này. Nhưng mà hình như đây là người yêu của em đúng không? À, anh trai à? Cứ tưởng người yêu đang đi tán. Thế cô đã cho em nó lấy chồng chưa cô? Đã cho lấy chồng chưa? Chưa đến tuổi à? À thế bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cháu tưởng người Mông là 14 tuổi lấy chồng được rồi chứ. Hả? Chưa, 18 mà. Thế à? Thế sao thấy nhiều người lấy chồng sớm thế? Không chọn ai đâu. À, không chọn lấy.